Chiều tối 22 tháng 8, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng với Indonesia. Thế nhưng đội quân của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng lại không thể có được buổi tập trước trận đấu. 16 giờ chiều 21 tháng 8, khi toàn đội ra xe buýt để đi đến sân tập thì trời âm u, mây đen sám dịt sắp có mưa lớn. Lo ngại các cầu thủ sẽ bị cảm nếu tập dưới mưa, nên huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đành phải ra quyết định khó khăn, đó là cho toàn đội nghỉ buổi tập và chuyển sang tập nhẹ ở khách sạn. Dù vậy, ban huấn luyện cũng không quá lo lắng vì đã có kế sách đối đầu với Indonesia. Ở trận đấu gặp Indonesia, Xuân Trường và Văn Hậu trở lại giúp U22 Việt Nam có đội hình mạnh nhất. Đã có 9 điểm sau 3 trận thắng nên chỉ cần thắng Indonesia thì Việt Nam sẽ vào bán kết bất chấp kết quả đá với Thái Lan ở trận cuối vòng bảng.